Chào các bạn, hôm nay tôi lại bắt đầu một chủ đề có thể gây ra tranh cãi và cũng làm khá nhiều người sẽ không hài lòng vì nói rằng họ đang sai. Thực ra là khi nói cái từ sai này thì cũng rất khó, vì nhiều người sẽ bảo là anh lấy cái tiêu chuẩn gì, cái quan điểm gì, đúng không? Hoặc là anh có lý thuyết về dâng hương hay thắp hương hay không? Đấy là cái phản ứng tự nhiên của hầu hết mọi người mà. Kể cả bản thân tôi cũng thế. Tức là phản ứng khi một người khác mà bảo mình đang sai, thì mình thông thường, tâm lý thông thường của con người, người ta sẽ co lại, phòng thủ và bảo là tôi đang đúng, không ai nhận sai cả. Tôi thì học phong thủy khác với mọi người, là vì tôi luôn nghi ngờ những cái phong thủy của chúng ta là bị đồng hóa bởi phương Bắc, nên là tôi đọc từ nào tôi đều cân nhắc rất kỹ. Chính vì thế mà tôi phát hiện ra rất nhiều cái sai trong phong thủy dân gian. Và rất nhiều thứ chỉ được giải đáp, giải tỏa khi tôi có một cái công cụ khoa học. Vì nếu mình không có công cụ thì mọi thứ mình chỉ nói với nhau bằng lý thuyết thôi. Đầu tiên tôi cũng nói về cái lý thuyết dâng hương trước đây nhé. Không nhiều người lại bảo là tôi không biết về lý thuyết, về lý luận chẳng hạn. Thì về dâng hương, thắp hương thì có khá nhiều quan điểm, nhiều trường phái. Tuy nhiên là tôi sẽ lấy hai cái cách dâng hương thông thường và phổ biến nhất để bàn luận trước, để cho chúng ta xem trước, đúng không? Cho chúng ta xem trước để không các bạn lại bảo là ồ tôi biết, có biết về lý thuyết đâu, có lý thuyết cứ hẳn hoi cơ mà chẳng hạn. Thì bây giờ chúng ta cùng xem, cùng tôi đi xem về lý luận, lý thuyết của việc dâng hương thắp hương đã. Dâng hương hoặc lúc làm nghi lễ thì có nhiều cách lắm. Ở đây tôi chỉ đưa ra một số cái hình mà có trong sách vở của Phật gia để cho các bạn tham khảo. Đây cũng không phải là tài liệu chính thống đâu các bạn, đây chỉ là tài liệu soạn thôi, soạn không chính thống của bên Phật gia. Chẳng hạn đây có cái cách thì là cầm ba cái thẻ hương đưa lên trên đầu, đúng không? Hoặc là có cái cách thì cầm ngang ngực, và cầm thì khi khấn thì khấn ba khấn hoặc là vái ba vái chẳng hạn. Đầu tiên thì chúng ta đã xem cái lý thuyết đầu tiên về gọi là nghi thức, có thể là người ta trang trọng hóa lên bằng dùng từ là nghi thức dâng hương chẳng hạn, đúng không? Đấy, hoặc là nhỏ hơn một chút thì cách cầm que hương. Tôi chưa nói đến cách cầm que hương nha, vì cách cầm que hương thì trong Phật giáo hoặc đạo giáo hoặc một số tôn giáo cũng có hướng dẫn chi tiết luôn là cách cầm như thế nào cơ. Hoặc là khi thắp hương hoặc là đốt hương thì chúng ta dùng một nén hay một thẻ. Có nơi thì người ta gọi là một cái que hương thì người ta gọi là nén hương, có người gọi là thẻ hương. Thì thôi, tôi không quan trọng về cách gọi, bây giờ là dùng 1 hay 3 hay 5, đúng không? Số lượng đấy, về mặt số lượng thì có cái quy chuẩn hoặc một cái lý thuyết nào không? Thì thực ra là không, cũng không có cái quy chuẩn cụ thể. Trong đạo gia thì người ta xét theo mặt ý nghĩa thôi nhé. Người ta xét theo mặt ý nghĩa thì khi nói là khi thắp ba nén hương, ba thẻ hương hay ba que hương, đấy để cho chúng ta dễ hình dung, có nghĩa là số lượng bằng 3 thì tượng trưng cho giới, định, huệ. Giới nhá, định, huệ, ba que lần lượt tượng trưng cho ba cái ý nghĩa khác nhau. Thì thực ra đây cũng chỉ là gì ạ? Về mặt lý thuyết thôi. Chúng ta phải xét về mặt bản chất. Cách cắm như thế nào thì thôi tôi không nói nữa, vì cách cắm cũng có nhiều cách lắm. Có người thì bảo phải
cầm hai tay cho trang trọng đúng không? Có lý thuyết thì bảo cầm một tay đấy, để bây giờ tôi cho chúng ta xem thêm lý thuyết về cầm một tay đã. Không có nhiều người bắt bẻ lại bảo là phải cầm hai tay như thế này mới trang trọng chẳng hạn. Tôi có cả lý thuyết về cầm một tay, bây giờ tôi cho các bạn xem lý thuyết về cầm một tay đã. Đây là lý thuyết cầm từng tay dâng hương mà chỉ cầm hai ngón tay các bạn nhé, cứ lưu ý cầm hai ngón tay, cắm thẻ hương ở giữa trước, xong sau đấy cắm hai bên đấy, chứ không phải là cầm hai tay cắm. Nên là có rất nhiều quan điểm về lý thuyết cắm hương hay là dâng hương. Trước khi đi vào chi tiết, phân tích chi tiết cụ thể tại sao mà tôi nói 99% mọi người đang sai, thì tôi lại nói về tiểu tiết đấy. Đấy. Chi tiết thì có cả tiểu tiết. Ngay cả việc dùng cái độ dài của que hương như thế nào nhé. Cái này thì không nói về sai hay đúng mà nói về hiệu quả thôi. Khi chúng ta dùng cái que hương nó vào cũng tốt thì là gì, khí phát ra tất nhiên là sẽ tốt hơn so với que hương ở cung xấu. Chúng ta đo theo thước, mà thước các bạn phải dùng thước chuẩn nhé. Những cái thước trên thị trường đang sai, các bạn phải dùng đúng cái thước 46 cm. Trong những clip trước tôi đã nói là tại một tỷ lý do tại sao thước trên thị trường đang sai, thì các bạn lưu ý xem thêm cái clip đó. Tùy nhu cầu thực tế của mỗi người, như cái thẻ hương mà tôi đang sản xuất bằng chầm hương thì 21 cm, theo dương thì là tài lộc, mà theo âm thì là tiến bảo, đều là về tài lộc, vì chủ yếu dùng cho mục đích gì ạ, cầu tài. Đây là thẻ về chầm hương. Quan trọng nhất là các bạn lưu ý là cái cung phải vào số đẹp. Và cái tối quan trọng là thước phải đúng thước 46 cm, có lưu trữ tại Viện Bảo tàng Cố Cung Bắc Kinh. Như vậy có nghĩa là không phải là tôi không biết lý thuyết đâu, tôi biết nhiều thuyết, rất nhiều lý thuyết, rất nhiều lý luận. Tôi trích dẫn một ít ra cho chúng ta thấy về lý thuyết thế thôi. Còn bây giờ tôi mới xét đến cái quan trọng hơn là cái bản chất. Chính cái bản chất này mới làm tôi dám khẳng định là 99% mọi người đang sai. Chúng ta có thể dùng ngôn từ đẹp đẽ và trang nhã bao nhiêu tôi không cần biết, nhưng mà tôi cứ mô tả một cách thực tế nhất. Chúng ta dâng hương, thắp hương là để kết nối, bản chất là kết nối. Khi tôi dâng hương cho gia tiên là tôi muốn kết nối với gia tiên. Tôi dâng hương, thắp hương cho thần linh là tôi muốn kết nối với thần linh. Bản thân mình cũng thế thôi. Hoặc là bên Phật gia, khi chúng ta thắp hương cho Phật là chúng ta muốn gì ạ? Muốn kết nối với Phật hoặc là kết nối với cõi tâm linh. Còn như tôi đã nói rồi, bạn có thể mô tả bằng những cái học thuyết như thế nào tôi không cần biết. Mục đích chính của chúng ta là sự kết nối. Mà kết nối thì để làm gì mới có thể kết nối được? Cái sai của phần lớn chúng ta là, tôi có nói ở phần đầu là cái cách chúng ta cầm hương. Vì nghi lễ mà, vì nghi lễ, vì người ta đẻ ra rất nhiều cái nghi lễ để hướng dẫn cách chúng ta cầm hương. Theo phái này thì phải cầm thế này, theo phái kia thì cầm thế kia, thậm chí là phải kẹp thế này thế kia. Thực ra đấy chỉ là cái hình thức biểu hiện của chúng ta thôi, chứ không đảm bảo sự kết nối với cõi tâm linh, không đảm bảo được sự kết nối. Đấy là cái thứ nhất.
Cái thứ hai chúng ta phải hiểu là khi chúng ta cắm, cái này là cái quan trọng nhất đấy, chúng ta cắm hương vào bát hương rồi, lúc đấy chúng ta khấn thì mới có sự kết nối. Chúng ta cắm hương xuống, nói một cách dễ hiểu nhé, bạn muốn mời gia tiên nhà bạn về, bạn muốn mời thần linh về, bạn muốn mời Phật về để nghe cái lời khấn của bạn, thì bạn phải thắp hương xuống đã. Hương phải đứng vững thì lúc đấy mới có sự kết nối. Để có sự kết nối chúng ta cần có những cái gì? Đầu tiên là hương này. Hương dẫn nhiệt và bản thân hương thơm cũng là gì? Hương thơm cũng là sự kết nối nhé. Đốt lên có khói cũng tạo ra sự kết nối nhé. Thì đấy là cái vật dẫn, chúng ta phải hiểu hương là vật dẫn để kết nối, nước cũng là vật để kết nối, và hoa quả là để cúng dường. Nhưng quan trọng đấy, chúng ta hiểu là cái hương là sự kết nối. Hay bên công giáo nhé, người ta không thắp hương, người ta có thể gì ạ? Người ta đốt nến, và nến cũng có thể hỗ trợ sự kết nối. Đấy, tôi đã đo ở bên công giáo, bên Kitô giáo, khi người ta dùng nến vẫn có sự kết nối. Tất nhiên là nến thật nhé các bạn nhé, đừng hiện nay một số người dùng nến giả không tác dụng đâu, hoặc một số chùa hiện đại quá dùng hương giả, hương điện tử không tác dụng đâu. Mọi người cứ nghĩ là để cho đỡ khói đỡ hỏa hoạn, nhưng mà không tác dụng được, tại vì hương là vật dẫn mà, hương vật dẫn, điện làm sao dẫn được. Thứ hai là chúng ta tỏ lòng thành kính, chúng ta mời gia tiên, mời Phật về mà chúng ta thắp cái hương giả thì làm sao người ta về được. Nhưng mà thôi, việc giả sai rồi thì chỉ một số người sai thôi, nhưng mà tôi nói 99% đang sai là phần lớn mọi người đang gì ạ? Ôm hương vào tay và vai, đấy là cái sai cơ bản lớn nhất. Vì khi chúng ta để hương trên tay rung như thế này, bạn cầm thế này hoặc bạn cầm như thế này tùy cái trường phái quan niệm của bạn, nhưng khi bạn rung hương như thế này thì gì ạ? Thì lúc đấy gia tiên chưa về, thần linh chưa về, bạn khấn Phật cũng chưa ai về. Chưa về thì mọi cái câu khấn của bạn đều vô tác dụng cả. Nhiều người thì cứ bảo là phải đưa lên gần trán để ý nghĩ của mình kết nối với, thậm chí nhiều trường phái nhiều người còn bảo phải đưa hương lên sát trán để cho gì ạ, kết nối với tư duy với hương được gì ạ, dễ hơn. Nhưng mà rất tiếc là hương chưa cắm xuống thì gia tiên, thần linh hay là Phật, tức là cái giới tâm linh mà chúng ta muốn kết nối khi chưa thắp cắm hương xuống thì không bao giờ xuất hiện. Các bạn chưa cắm hương xuống không bao giờ có đường link, không bao giờ có kết nối. Đấy là cái điều rất quan trọng. Và cái đấy chúng ta có thể thể hiện bằng gì? Thể hiện bằng công cụ. Với những người nào mà cứ cầm hương trên tay này thì sao? Khi cầm tầm long lên đo là nó cứ lắc lư như thế này, nó không chỉ vào, có nghĩa là chả có sự kết nối nào cả, nên là mọi câu khấn của chúng ta bằng thừa, không tác dụng. Giống như là nói một cách dễ hiểu là chúng ta muốn đưa cái đơn xin, đưa kính gửi lên trên cho cấp trên, cho ông giám đốc chẳng hạn, mà ông giám đốc ông chưa ngồi vào bàn, chúng ta đưa lên thì chúng ta trình lên thì ông ấy không đọc, chưa đến nơi mà, không đến được nơi. Chúng ta muốn đưa tận tay, lúc ông ấy ngồi trên bàn thì chúng ta phải chờ lúc ông ngồi xuống bàn chúng ta mới đưa, đúng không? Chúng ta khấn xin gia tiên, khấn xin đấng bề trên, khấn xin cõi tâm linh. Khi mà không có hương thì rất là khó xin, khi hương chưa vững không thể xin được. Nên cái tôi bảo 99% mọi người đang sai, kể cả sư thầy, là vì sao? Vì mọi người đang cầm hương để khấn, đang khấn. Trường phái thì cầm trên đầu để này rung, có trường phái thì có thể để chéo tay này, không, tôi không quan trọng nhé. Thậm chí có trường phái thì cầm hai tay dâng cái que hương hay thể hương ngang đầu như này và khấn. Như tôi nói rồi,
khi chúng ta chưa cắm hương xuống bát hương thì không có một sự kết nối nào cả. Và bất cứ ai cầm thẻ hương, que hương, nén hương trên tay mà đang khấn, có nghĩa là người ta chưa hiểu và người ta đang làm sai, cực kỳ sai. Vì những cái khấn của người ta là đang vô ích mà, đang vô ích. Nên là mặc dù tôi biết là cái clip này, chủ đề này sẽ gây ra rất nhiều tranh luận và nhiều người không thích, tuy nhiên vì tôi biết mọi người đang khấn mà không có sự linh ứng thì tôi rất ái ngại cho mọi người. Đó là lý do tại sao tôi vẫn phải nói ra. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và hẹn gặp lại trong những clip tiếp theo.